Ok, mình chào cả nhà. Hôm nay Vân trở lại Facebook mở cho mình 2 ngày nay rồi, mừng quá luôn. Cho nên là làm Facebook Live biết là cũng bị ghiền. Cái đề tài của Vân hôm nay đó là Vân muốn chia sẻ cái mà Vân thật sự rất là tâm đắc mấy ngày nay mấy anh chị. Giống như mấy anh chị thấy đó là Vân vừa đi cái sự kiện xong, cái vừa về tới nhà thì phải nói sao, nghe nghe cái công dụng của cái máy thần kỳ này, cái máy phải nói là can you check for me, không biết anh chị có nghe Vân rõ không nha. Okay. Cái công dụng của cái chiếc máy nho nhỏ mà nó có thể giúp được rất là nhiều cái luôn mấy chị. Thì Vân cũng rất là may mắn là Vân đã trải nghiệm được 1 tháng rồi. Cho nên là cái sao mà Vân rất là excited mà Vân cảm nhận được mấy chị là tại khi mà Vân về công ty đợt này đó, chỉ trong vòng có 1 tháng thôi mà mọi người nhìn Vân không ra mấy chị, mọi người nhìn Vân nói wow sao mà Vân nhìn khác dữ vậy nè, không biết là Vân có làm cái gì khác không. Thì Vân nói là đâu có làm gì khác mà dùng cái chiếc máy thần kỳ nho nhỏ này đâu. Thật sự đó là mình càng lớn á, thì mình càng càng lớn tuổi thì mình càng bị vấn rất rất là nhiều cái vấn đề của da. Không biết có ai đồng ý với mình không ha. Ok. Ai nghe Vân rõ bấm nhắn giùm Vân chữ rõ giùm Vân nhé. Các anh chị nào nghe rõ nhắn giùm Vân chữ rõ ha. Thì bản thân của Vân á, và Vân cũng biết là rất nhiều anh chị muốn giúp cho cái làn da của mình á là càng ngày càng trẻ đúng không, hoặc là ít nhất cũng không có bị hello chị Quách Quyền, dạ không có bị, ít nhất cũng không có bị cằn cỗi, bị khô khan, bị lão quá đúng không. Thì cho nên là mình mới tìm rất là nhiều sản phẩm này sản phẩm kia để mình hy vọng là mình có thể giúp được làn da của mình. Nhưng mà đợt rồi Vân về công ty á, Vân mới nghe được chị khoa học da Hena Trần, chị giải thích rất là rõ về cái công dụng của máy Lumi Facial Spa này, sorry Lumi Spa này. Thì chị nói là tại sao cái máy này nó khác với những cái máy khác mấy chị. Thường á là mình dùng những cái máy rửa mặt đúng không, thì trong những cái máy rửa mặt đó nó có mấy cái đầu mà những cái đầu đó nó có thể rất là dễ dàng làm cho cái da mình nó bị tổn thương mấy chị, nó bị tổn thương hơn. Thì chị nói rất là rõ, Vân thì không có giỏi về giải thích lại những cái gì người ta nói, cho nên mình nghe người ta nói mình rất là hứng thú và nói wow không ngờ là cái chiếc máy nhỏ nhỏ này có thể lợi hại như vậy. Thì hồi nãy giờ Vân cố gắng Vân set up cái máy để đưa những cái tấm hình lên cho mấy anh chị, nhưng mà cái máy của Vân không có làm được bữa nay, không hiểu tại sao. Thì bản thân của Vân á, Vân dùng được 1 tháng rồi và Vân cảm nhận được cái da mặt của mình nó càng săn hơn nữa, nó mịn hơn nữa và cái lỗ chân lông nó khép nhỏ lại, tuyệt vời lắm, nhìn nó khác hẳn luôn mấy anh chị. Như mấy anh chị biết á là hiện bây giờ đó là cái vấn đề về da rất là nhiều luôn, các em nhỏ các bạn trẻ đó là bị mụn nè, da dầu da nhờn nè, rồi mình lớn á, thì mình người lớn mình hay bị bắt đầu 30 35 tuổi trở lên là bị lão hóa rồi nè, da mình bị lão hóa nè, lỗ chân lông bắt đầu to, rồi bị những cái đồ mồi hoặc là những cái nấm đen. Đặc biệt là những gái, những chị em gái mình dùng phấn á, dùng cái loại phấn mà mình không có rửa không có sạch được đó, mà trong cái phấn đó nó có chất dầu với chất kỳ nhiều quá đó, thì nó bám xuống lỗ chân lông mình, thì những cái vấn đề đó nó sẽ làm cho lỗ chân lông mình to ra và bắt đầu nó tạo ra cái vấn đề là bị cằn cỗi, bị lão hóa, bị đủ hết các vấn đề mấy anh chị. Thì khi mình rửa mặt á, cuối ngày đó vẫn không sạch, mình không thể nào đi sâu xuống lỗ chân lông của mình để mình rửa được hết mấy chị. Mình chỉ có rửa bề ngoài thôi, mà nếu như mình rửa sơ sơ sài sài thôi á, thì chắc chắn là những cái phấn đó, những cái make up đó nó vẫn còn nằm trong cái làn da của mình mấy chị. Thì ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm thì nó sẽ chắc chắn gây vấn đề cho da, chắc chắn luôn mấy chị. Thì cái này nó chỉ là cũng khoe mấy chị ha, nó nhỏ nhỏ thôi mà nó rất là có vỏ mấy anh chị. Thì Vân nói sơ trên Facebook, Vân cũng có nói rồi nhưng mà Vân chỉ nói sơ cho mấy anh chị á, là cái công dụng, 7 cái công dụng tuyệt vời cực kỳ của cái máy nhỏ này. Mình có thể để trong bồn tắm mình tắm, nước không vô ha, rất là an toàn. Và lý do mà nó khác với người ta mấy anh chị thấy ha,
cái đầu này mình có thể rửa gỡ ra rửa, và cái trong cái đầu này nó sẽ không có làm tổn thương tới da mình, mà nó giúp cho da mình hút được những cái gì dưới dơ dưới cái lòng da ha. Thì cái công dụng của nó thứ nhất á là làm sạch cái lỗ chân lông của mình rất là sạch luôn. Thứ nhì đó là nó sẽ làm sạch hết tất cả các bụi bặm nè, phấn nè, những cái make up trên mặt của mình nó sẽ hút ra hết, nó sẽ lấy ra được hết trong tích tắc 2 phút mấy anh chị, 2 phút thôi, chỉ có 2 phút thôi. Và nó giúp tái tạo lại cái làn da của mình để cho làn da mình càng ngày càng trẻ hơn. Và thứ tư nữa đó là nó làm cho da mình mềm mịn mấy anh chị. Chỉ cần một lần xài thôi mà mình cảm thấy cái da của mình nó mịn, nó mềm thấy rõ ràng luôn. Nhà Vân thì có hai hai cậu con trai tuổi teenager thì cũng da cũng cũng bị mụn, rất là mê cái này. Nhưng mà cả nhà chỉ có một máy thôi, cho nên sắp tới đây sẽ mua thêm, nhưng mà cho mọi đứa một máy. Anh Giao, anh xã của Vân cũng rất là mê cái máy này. Thì nói tới mà cái công dụng mà thứ thứ năm á, là nó làm sáng cái da mấy chị, nó làm cho cái da mình sáng hơn. Thì mình bản thân của Vân á, là Vân có cái làn da không có đủ sáng, cho nên khi mà Vân dùng cái này Vân cảm thấy cái da của mình nó càng ngày càng sáng. Thì những cái nếp nếp đen, nếp nám trên mặt của mình á, nó gọi là nám, hoặc là gọi những người mà có những cái mà gọi là cái spot bị lớn tuổi bị đó, những cái không biết gọi tiếng Việt là gì, nó sẽ làm giảm đi mấy cái đó mấy chị, giảm đi những cái đó luôn ha. Tại vì cái da mình nó sáng ra, săn chắc, cái mà Vân cảm nhận được á là nó săn chắc khi mà sau khi Vân dùng rồi đó, cảm thấy cái da của mình nó cứng hơn nữa, nó săn chắc hơn nữa, và nó mịn hơn mấy chị, nó mịn rất là mịn luôn. Đó là bảy cái công dụng của cái này. Và Vân thấy có rất là nhiều anh chị đưa cái hình before and after, có nghĩa là hình trước và sau khi dùng á, thì có một số người dùng nửa cái mặt thôi mấy chị. Vân thì Vân dùng nguyên cái mặt cho nên mình không có cái hình trước và sau. Vân có nhiều hình lắm, nhưng mà nói về cái hình mà chuyên về cái này không thì không có, tại vì mình xài mới xài có một tuần này thôi. Và đó là cái cảm nhận của Vân ha, rất là tuyệt vời cho cái da của mình. Và cái cách dùng nó rất là dễ mấy chị. Đợt rồi Vân về công ty thì Vân thấy được á, là một số bà mẹ đó, con mình mới có 10 tuổi cho cũng cho xài luôn. 10 tuổi, 10 tuổi trở lên, cái tuổi mà thanh niên, cái tuổi bắt đầu trưởng thành, cái tuổi bắt đầu mà vị thành niên đó, thì nó không có chăm sóc da nó kỹ đó, thì cái dầu á, cái khi mà cái dầu mà nó lên á, bụi nó bám vô thì nó sanh ra mụn mấy chị. Đây chỉ là cái máy rửa mặt thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho hút hết chất dầu, chất nhờn, chất bẩn của da. Thì khi hút hết rồi đó thì sao, da mình sạch sạch thì nó sẽ không sanh ra mụn, vậy thôi đó. Cho nên cái này nó rất là an toàn cho những đứa con của mình có thể xài được luôn. Và dĩ nhiên là nó giúp cho người lớn rất là nhiều trong cái lão hóa của mình mấy chị. Ok, tháng 1 mới ra thị trường, nhưng mà ngày thứ sáu này thì thị trường Bắc Mỹ, có nghĩa là Mỹ và Canada có thể mua được. Mỗi một người chỉ mua được có 5 khúc thôi mấy chị, chỉ được có 5 cái máy thôi. Thì ai mà thật sự muốn thử, thật ra ai cũng muốn đẹp hết đúng không mấy chị? Thì nếu như có một cái sản phẩm mà vừa vừa đẹp mà vừa giá tiền nó rất là khá là ok lắm, vừa đẹp mà vừa giúp mình ngăn chặn được lão hóa, còn tái tạo lên làn da mình càng ngày càng trẻ hơn, thì why not đúng không? Là tại sao không đúng không? Cho nên là nếu mà anh chị mà có nhu cầu thì nhắn cho Vân gấp nha. Giả lại Vân cũng đang cần tháng 1 này, Vân get ready chuẩn bị cho bung cái sản phẩm này ra khắp nơi trên thế giới. Cho nên Vân cũng cần rất là nhiều anh chị cộng tác viên mới để cùng Vân bung cái sản phẩm này ra. Tại vì sản phẩm này là một trong những cái mình có thể kiếm được rất là nhiều tiền, là tại vì ai cũng có nhu cầu. Nhà nhà người người ai cũng có nhu cầu hết. Thí dụ như nhà Vân bây giờ 4 người, 5 người đây nè, mỗi người cũng phải cần một cái máy. Cho nên là ai cũng có nhu cầu hết mấy anh chị. Ok rồi, có gì mấy anh chị nhắn cho Vân gấp ha. Vân chỉ có 5 cái khúc trong đợt này thôi. Nhắn cho Vân gấp nếu mà ai bạn nào có nhu cầu muốn trải nghiệm thử sản phẩm này, hoặc là muốn kinh doanh từ cái sản phẩm này, bung ra từ cái điện thoại mình thôi, mạng xã hội từ điện thoại mà có thể bung ra cả thế giới. Thế thì nhắn cho Vân gấp nhé. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.